Tình huống xử lý không thực sự dứt khoát của Tiến Dung và cơ hội cho đội bạn. Rất tiếc là có một quả penalty thì không dẫn tới một tình huống tấn công như vừa rồi để dẫn tới pha phạm lỗi của Văn Hậu. Tạo ra bàn thắng ngay đầu hiệp 2 dành cho U23 Hàn Quốc. Cú đá không tốt của Jae-won. Chỉ trong vòng ít ngày thôi thì Tiến Dũng đã hai lần ngăn cản những quả penalty. Nếu như trước U23 Thái Lan là một pha đổ. We'll be right back.